Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá thực tế những thay đổi trên cái chiếc là Honda CB 605R 2021. Tương tự người anh em của mình là cái chiếc CB 605R 2021. Cái dòng Nikkei CB 605R 2021 cũng nhận được một vài thay đổi tiêu biểu và thay đổi cụ thể như nào. Thì mời các anh em hãy tham khảo clip hôm nay. Nếu so với những người anh em gia đình Nail Sport cà phê như CB 1000R thì cái mẫu là CB 605R vẫn giữ nguyên thiết kế cũ trong phiên bản năm 2021. Tuy nhiên nhãn sức vẫn quan tâm đến và lắng nghe cái cảm nhận từ khách hàng nên đã thay đổi một vài cái điểm nhấn tiêu biểu như sau. Cái phuộc được nâng cấp từ sơ qua SFS lên thành SFS BB. Cái gam màu mới được bổ sung thêm. Chấn bùng sau đổi từ vật liệu nhựa ni lông sang cái là hợp kim. Màn hình điều khiển được cải tiến để thể hiện được khả năng nhận dạng. Xe còn được trang bị cho mình cái cổng sạc USB Type-C dưới yên. Thay đổi vị trí tay lái là từ 32 lên thành 35 độ để cải thiện cái tính năng khi đọc hơn. Hình dáng cơ bản vẫn được giữ nguyên, nổi bật với cái đèn pha LED. Phát kê biển số cũng được thay đổi từ vật liệu nhựa sang là hợp kim. Kép thay đổi cái cốc LED bằng kích thước phủ cái kích thước của phông chữ giúp hiển thị rất dễ dàng khi chúng ta đọc và vào ngày. Và so với cái đồng hồ trên cái phiên bản là CB 600R cái bản cũ, các bạn sẽ phân biệt rõ hơn. Cái phụ trước được nâng cấp lên cái bản là piston cái cỡ là SFS BB nhằm cải thiện cái cảm giác vận hành. Chiếc xe còn được bổ sung cho mình một cái cổng sạc USB DC dưới yên, thuận tiện khi sạc điện thoại cho người lái. Cái chiếc Honda CB 600R 2021 dùng cho mình cái động cơ lập 4 xanh DOC dung tích là 649cc như phiên bản cũ. Tuy nhiên hãng Honda sửa vài một bộ phận để thêm một cái thành phần như là EQ, cam, thời gian nạp, cái bộ xúc tác, bộ ống xả và kiểm soát được tiếng ồn tốt hơn. Động cơ này sinh ra cái công suất là 95 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 63 Nm. Nhìn chung thì cái chiếc Honda CB 600R 2021 cũng được nâng cấp mang đến những tiện ích và khả năng vận hành rất là thực dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để tiếp nhớ like, share, subscribe.